tự tin nè. Chúc mừng bạn. Cuối cùng thì re. Mình rất là vui nè, mình rất là yêu đời. Hay là về sơn đóng ba chi. Ghi ba sai mà sai một cặp luôn đó. Chúc mừng hai bạn có câu trả lời đúng. Vui ấm no cuộc sống. Bây giờ mới biết hai đứa mình thân lắm thôi. Thân lắm mà bách. Cảnh hài hài dễ thương thì em chọn thôi. Các bạn hãy đón xem chương trình Bức Tường Bí Ẩn vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh Vĩnh Long. Đến với chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Quý vị và các bạn thân mến, với mỗi một tuần thì chúng ta sẽ gặp gỡ với các nghệ sĩ khi tham gia vào chương trình này. Và trong chương trình đêm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với hai đội chơi, họ cũng là những gương mặt trẻ. Được quý vị khán giả yêu mến, hãy cùng chờ đón xem họ là những ai nha. Đầu tiên chúng ta hãy cùng chào đón đội chơi đầu tiên của ngày hôm nay. Hãy tự giới thiệu về đội của mình cho mọi người biết đi nào. Ok, chào anh Đại Nghĩa, chào chương trình. Mình là Đông Anh, hiện tại thì đang công tác trong lĩnh vực quảng cáo và đồng thời thì còn là quản lý của Mai Hồ. Chào anh Đại Nghĩa và chào các quý vị khán giả đang ngồi tại trường quay cũng như các quý vị khán giả đang xem đài truyền hình. Mình tên là Mai Hồ, đây là đội của mình, tên là đội Mình Dây và đây là thành viên còn lại. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhật Lâm, hiện nay mình là một nhân viên văn phòng. Mai Hồ, bạn có thể chia sẻ thêm một số dự án của bạn trong thời gian sắp tới được không? Dự án trong thời gian sắp tới thì em cũng đang tính tham dự một phim truyền hình. Có kết hợp với nhau ăn ý hay không? Và hôm nay các bạn hãy thể hiện hết tất cả những tinh thần đó trong đội chơi của mình của Bức Tường Bí Ẩn ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một tràng vỗ tay to dành cho đội Mình Dây. Còn bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng gặp gỡ với ba diễn viên cũng rất là dễ thương. Họ sẽ là ai? Chúng ta hãy cùng xem. Nhật hả? Bôi bánh bèo. Võ Minh Lâm. Bôi nhà nghèo. Anh này đẹp trai, này đại gia, này nhà giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng công viên để nuôi cá. Em thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo vì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi cá. Anh kia khi yêu em thì mua cho em những món đắt tiền, luôn luôn tặng em rồi sai khiến, khiến em luôn đau đầu. Anh đây khi yêu em là trao cho em con tim trung tình. Em ơi hãy lắng nghe anh này. Em đừng có nghe. Yêu anh đi em, anh không đổi qua. Sao sao anh gạt em. Chia tay anh không đổi lại qua. Không đổi hả? Anh yêu anh không đổi lại qua. Thiệt không? Yêu em anh không đòi lại qua. Hứa nha. Thằng kia ra đường là đại gia về nhà, sung sướng làm đại ca quen em. Tiền bạc xa đã ra, nhưng chia tay là đến nhà đòi qua. Anh không như thế, không nhiều tiền, đồ anh xài mỗi chợ Kim Biên, nhưng cam kết thì có xe đạp riêng. Lỡ chia tay anh sẽ không làm phiền. Anh biết anh không được đẹp như anh không vô duyên, tại danh gió anh có nhưng mà anh không thuộc dạng bị điên. Trừ quà cáp được tính bằng hiện kim, còn lại anh hứa gì là anh sẽ tặng liền. Bôi nhà nghèo là bôi nhà nghèo, không ai thích gì chê quà bèo. Bôi nhà nghèo là bôi nhà nghèo, vì bôi nghèo nên đừng không ai theo. Anh không đổi quà. Đúng rồi, nghèo mà đổi yêu gái đẹp à. Chia tay anh không đổi lại quà. Trọng lời nói đã nói lúc trước khi yêu ai, sẽ không hai lời dối trá. Oh baby baby, bao năm trôi qua và tình yêu anh trao cho em không phôi pha. Em ơi hay lắng nghe anh mà. Yêu anh đi em, anh không đổi qua. Anh không, không đòi lại đâu. Chia tay anh không đòi lại qua. Anh hứa là anh không đòi lại đâu. Anh yêu anh không đòi qua. Anh lặng qua anh không đòi lại đâu.
ngàn nữa. Trả luôn. Trời trả hết. Trời đất ơi. Trời đất ơi, lừa đảo hả? Lừa đảo. Nào, một tràng vỗ tay thật to nào các bạn. Một tiết mục rất là dễ thương. Nào, mời các bạn đến đây. Mời ba bạn đến đây nào. Thưa quý vị, bây giờ thì có lẽ chúng ta đã nhìn rõ được nhan sắc của ba nghệ sĩ này hơn rồi. Đầu tiên xin được giới thiệu đó là nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Và thành viên thứ hai, có lẽ chúng ta cũng nhận ra cô nàng Ye Ye dễ thương xinh đẹp ngày nào trong bộ phim truyền hình nhiều tập Gia Đình Phép Thuật. Và thành viên thứ ba đó là Ngọc Phước. Ngọc Phước cũng là một diễn viên có tham gia trong bộ phim Gia Đình Phép Thuật và sau này còn thêm một số bộ phim truyền hình khác nữa. Và suốt một thời gian khá dài thì không thấy Nhật Hạ xuất hiện trong bộ phim truyền hình nào nữa. Và hình như thời gian gần đây Nhật Hạ mới bắt đầu quay trở lại với phim trường. Nhật Hạ có thể chia sẻ về khoảng thời gian vừa qua cho khán giả được biết không? Dạ, thời gian vừa qua thì Nhật Hạ chỉ vừa mới trở lại với công việc đóng phim khoảng chừng năm ngoái thôi. Bởi vì mình phải sau Gia Đình Phép Thuật thì mình xin nghỉ để mà tập trung cho việc học, thi vào đại học. Thì vừa mới trở lại là đóng ngay một bộ phim Mặt Nạ Thiên Thần với một cái vai rất là ác luôn. Mà đến mức độ mà khi mà chiếu lên màn hình mình không có dám ngồi coi. Mình phải trốn vào chỗ khác, không có dám ngồi coi với ba mẹ vì sợ mất cỡ. Không biết là có duyên với vai ác hay sao. Mặt thì hiền lắm mà tự nhiên ai cũng nói là có tố chất đóng vai ác hết. Thật ra thì là bản chất mà, đâu có tố chất thôi em. Nên khi nghĩ là đây là một cơ hội rất là lớn và rất là may mắn với mình thì mình phải cố gắng nắm bắt. Để lại cũng sử dụng cái cơ hội đó để coi cái khả năng của mình đến đâu. Và tiếp theo xin hỏi Ngọc Phước, cái công việc của Ngọc Phước như thế nào? Dạ, cho em điệu một chút nha. Đây mới là phong cách thật của em nè. Dạ, cá dạ, tính vậy dạ, hơi hít hấp chút vậy thôi. Hít hấp chút vậy thôi à. Dạ. Dạ thì sau cái Gia Đình Phép Thuật đó này mấy năm trời đóng chung với mấy em với mấy anh chị. Thì sau đó em có tham gia một số phim truyền hình. Có lẽ như là những diễn viên nhí ngày xưa của chúng ta đã tiếp tục con đường điện ảnh truyền hình của mình. Thế còn Minh Lâm thì không còn xa lạ với khán giả truyền hình nữa. Trong khoảng thời gian vừa qua thì hình như là thấy Lâm có vẻ lại tiếp tục bén duyên với phim truyền hình. Em rất là may mắn khi được đạo diễn Xuân Phước chọn Mặt Gửi Vàng. Và em vinh dự được vào vai cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Và đây là một cái vai diễn mà Lâm đã phải dồn hết tâm huyết nè, dồn hết công sức cũng như là thời gian, tất cả mọi thứ dồn vào cái vai diễn này. Và mong rằng cái vai diễn này sẽ một phần nào khắc họa được cái hình ảnh rất là gần gũi và chân thật của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Và mong rằng khán giả sẽ ủng hộ và đón nhận cái vai diễn này của Minh Lâm. Dạ. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn đạt được những thành công trên con đường sự nghiệp của mình hoặc là những cái sự lựa chọn, sự rẽ hướng của các bạn nha. Dạ. Và đội của các bạn tên gì nè? Đơn giản. Đội đơn giản mà không hề đơn giản một nào cả. Một tràng vỗ tay to dành cho đội đơn giản. Kính thưa quý vị khán giả, khi đến với bức tường bí ẩn thì những đội chơi của chúng ta nếu như mà chinh phục được tất cả những thử thách của chương trình thì sẽ cơ hội mang về cho mình những giải thưởng vô cùng giá trị và luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo. Đó là những gì mà những người thực hiện chương trình của chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị khán giả. Còn ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ với 12 nghệ sĩ sẽ cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Chúng ta nhận thấy có nghệ sĩ hài Kiều Linh, nghệ sĩ Kim Tử Long, diễn viên người mẫu Phi Thanh Vân, người mẫu Quang Đại, ca sĩ Long Nhật, nghệ sĩ Trinh Trinh, nghệ sĩ Kim Phương, ca sĩ Bằng Cường, ca sĩ Hồ Quang Hiếu, nghệ sĩ Phương Dung, diễn viên MC Ngọc Trai và nghệ sĩ Lê Bình. Đó là 12 gương mặt nghệ sĩ sẽ cùng tham gia vào chương trình với chúng ta với hai đội chơi ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của Bức Tường Bí Ẩn. Đang đến với vòng 1 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Ở vòng này chúng tôi có tất cả là 3 câu hỏi dành cho hai đội chơi. Khi một câu hỏi được đưa ra thì hai đội sẽ hội ý cùng với nhau và sau đó cử một người đại diện lên đây cho tôi xem câu trả lời của các bạn như thế nào. Và nếu như các bạn có câu trả lời đúng thì các bạn sẽ đi tiếp đến phần sau, tức là chúng ta sẽ tìm xem những người nghệ sĩ nào có câu trả lời cùng với chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi của vòng 1. Gia đình chú gấu trúc trong bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda mở cửa hàng bán gì? Nào, đại diện của đội mình dây sẽ lại đây, Nhật Lâm. Đến đây nào. Và đại diện của đội đơn giản là ai? Ngọc Phước, mời bạn đến đây. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho tôi xem câu trả lời của các bạn là gì nha. Trước tiên là Lâm. Lâm cho rằng gia đình của chú gấu này bán mì. Phước, câu trả lời của anh đây là gì? Bán mì. Và chúng ta cùng xem đáp án của chương trình là gì nha. Xin mời đáp án. Đó là bán mì. Chúc mừng hai bạn. Yeah.
Có 4 nghệ sĩ cùng tham gia trả lời câu hỏi này với chúng ta. Chúng ta hãy cùng xem họ là những ai. Đó là nghệ sĩ Kiều Linh, nghệ sĩ Kim Tử Long, người mẫu Phi Thanh Vân và ca sĩ Long Nhật. Trong số 4 người này, có 3 người trả lời đúng và 1 người trả lời sai. Các bạn hãy giúp tôi tìm chỉ cần 1 người trả lời đúng thôi. Lâm, bạn nghĩ rằng ai là người trả lời đúng? Bạn có thể hỏi ý kiến của 2 thành viên còn lại. Long Nhật hả? Cho em xin chọn ca sĩ Long Nhật. Bạn cho rằng anh Long Nhật là người trả lời đúng. Phước thì sao? Phước cũng có thể chọn trùng đáp án với bên đây không sao cả. Nếu như Phước cho rằng anh Long Nhật là người trả lời đúng. Lâm thì Lâm tính chọn Phi Thanh Dân. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, không có đổi thừa. Phước muốn tính đổi chọn thừa nha. Phi Thanh Dân. À, vậy chọn Phi Thanh Dân đi. Thôi, muốn chọn thì chọn. Dạ, em sẽ chọn chị Phi Thanh Vân. Để thử xem sự lựa chọn của các bạn có chính xác hay không. Nhưng trước tiên chúng ta cùng xem anh Long Nhật anh trả lời câu hỏi này nha. Mời anh Long Nhật. Nói chung mà cứ cái gì mà tới truyện, tới phim hoạt hình mà hỏi Long Nhật là coi như đúng tủ. Gia đình con gấu trúc trong bộ phim Công Phu Panda mở cửa hàng để bán mì. Yeah! Chúc mừng bạn. Và hãy nghe Phi Thanh Vân trả lời nha. Mời Vân. Trong câu chuyện chú gấu Panda thì Vân nhớ là gia đình chú đúng là có mở một cái cửa hàng bán một cái gì, Vân cũng không nhớ nữa. Vân không nhớ đó là mì, hủ tiếu, cháo hay là hoành thánh. Vân chỉ nhớ nhân vật rất là tạo hình, nhân vật rất là dễ thương, rất là đáng yêu, làm cho chúng ta nhớ mãi vậy đó. Nhưng mà cửa hàng gia đình của chú là bán cái gì? Vân sẽ chọn kết quả cuối cùng của Vân là mở cửa hàng bán hoành thánh. Chúng ta cùng xem điểm số dành cho đội đơn giản. Các bạn đã không mang về cho đội của mình được 3 triệu đồng. Và đội mình dây, các bạn được cộng 3 triệu đồng. Chúc mừng bạn, mời bạn về vị trí của mình. Và mời Ngọc Phước tiến đến chiếc ghế mắc cỡ. Chúng ta đến với câu số 2. Sư tử có bờm là sư tử đực hay cái? Đại diện của đội mình dây là ai đây? Xin mời Mai Hồ. Và xin mời đội đơn giản Nhất Hạ. Từ nhỏ chắc chắn là mình đã được ba mẹ nhiều lần dắt vô sở thú rồi đúng không? Thì đương nhiên hồi nhỏ mình cũng hỏi tại sao con này có bờm mà con kia không có bờm. Lúc đó gia đình ba mẹ Nhật Hạ nói làm sao? Dạ ba mẹ em nói là thì tại vì con sư tử đực á, nó có bờm, nó có tóc xù xù giống ba nên nó là con trai. Xin cảm ơn bạn và Mai Hồ. Mai Hồ, đáp án của bạn đưa ra là sư tử đực. Nhật Hạ cũng cho rằng đó là sư tử đực. Đáp án của chương trình đó là sư tử đực. Chúc mừng các bạn. Mời các bạn đến đây. Có 4 nghệ sĩ tham gia trả lời câu hỏi này với chúng ta. Chúng ta cùng xem đó là ai nha. Đó là nghệ sĩ Trinh Trinh, ca sĩ Hồ Quang Hiếu, người mẫu Quang Đại và ca sĩ Bằng Cường. Trong 4 người này thì có 1 người trả lời sai đó, thì hãy né cái người đó ra. Ha, chọn giúp giùm cho tôi 1 người trả lời đúng trong 3 người còn lại. Mai Hồ, bạn nghĩ rằng ai? Em chọn bạn Quang Đại. Nhật Hạ nghĩ sao? Em chọn chị Trinh Trinh ạ. Chọn nghệ sĩ Trinh Trinh. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nghe Quang Đại trả lời câu hỏi này nha. Mời Quang Đại. Sư tử có bờm là sư tử đực hay sư tử cái? Thì chắc hẳn là mọi người xem phim hoạt hình cũng đã xem phim bộ qua bộ phim Vua Sư Tử và để ý là hình ảnh cái chú Vua Sư Tử dũng mãnh đứng trên mỏm đá và có một cái bờm rất là to, nên đã biết được là sư tử đực thì có bờm. Đó là câu trả lời đúng. Chúc mừng Mai Hồ. Chúc mừng. Rồi bây giờ Nhật Hạ hồi hộp nghe thử xem Trinh Trinh nói gì nha. Mời Trinh Trinh. Cái con sư tử có bờm là sư tử gì, là đực hay là cái? Nhưng mà hồi xưa đó thì mình có xem chú Bảo Quốc với lại cô Kiều Mai Lý Thấu Hài, thì mình có nghe là con công đực đẹp hơn con công mái, rồi con gà trống đẹp hơn con gà mái. Cho nên mình quyết định con sư tử có bờm đẹp, đó là con sư tử đực. Và để bảng điểm dành cho đội đơn giản, chúng ta cùng xem nào. Được cộng thêm 3 triệu đồng. Đội mình dây, các bạn được cộng thêm 3 triệu đồng.
Chúc mừng hai bạn, mời hai bạn về vị trí của mình. Chúng ta còn một câu hỏi nữa dành cho hai thành viên còn lại của hai đội, và chúng ta cùng xem câu hỏi đó như thế nào. Trong bài hát Về miền Tây của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, khi đến tỉnh nào thì sẽ gặp ruộng lúa mênh mông? Sắp hết giờ rồi nha các bạn. Đếm nào. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Mời đại diện của đội Minh Dây, Công Anh và đại diện của đội Đơn Giản, Võ Minh Lâm. Đồng anh bắt tay giao hảo. Bắt tay giao hảo. Rồi vậy cho tôi xem kết quả của bạn là chọn Đồng Vĩnh Long. Thế thì Võ Minh Lâm, đáp án của bạn là gì? Đồng Tháp. Hai đáp án hoàn toàn khác nhau. Lâm có thể hát cho mọi người nghe cái bài hát này được không? Dạ được. Đặc biệt là cái chỗ nào có cái câu liên quan tới câu hỏi của chúng ta đó. Dạ. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Đúng tủ của anh chàng này rồi. Và chúng ta cùng xem đáp án của chương trình là gì nha. Xin mời Đồng Tháp, chúc mừng Võ Minh Lâm nha. Bốn nghệ sĩ nào sẽ trả lời câu hỏi này của chúng ta đây? Nghệ sĩ Phương Dung, diễn viên Ngọc Trai, nghệ sĩ Kim Phương, nghệ sĩ Lê Bình. Chắc có lẽ là em làm việc chung với má Kim Phương nhiều nhất. Má đã dừng rất là nhiều vở cải lương cho em đóng trong Ngân Mãi Chuông Vàng, và thậm chí là những vở cải lương, phim truyện cải lương, thì em sẽ chọn má Kim Phương. Đồng Anh, nếu như bây giờ mà bạn được lựa chọn thì bạn nghĩ rằng ai sẽ là người trả lời đúng đây? Chọn chủ Lê Bình ạ. Lê Bình. Rồi, chúng ta hãy cùng nghe nghệ sĩ Kim Phương trả lời trước nha. Xin mời. Nếu nói về miền Tây á, thì chỗ nào cũng mênh mông, ruộng lúa là phì nhiêu. Nhưng riêng cái bài hát á, về miền Tây á, mà muốn diễn tả cái chỗ nào là ruộng lúa mênh mông trong bài hát đó. Về Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, đó là Đồng Tháp. Yeah! Lát nữa gọi điện cho má Kim Phương liền nghe không? I love you, bạc bạc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nghệ sĩ Lê Bình trả lời câu hỏi này. Cái bài này thật sự ra là lâu quá tôi cũng không có nhớ được. Nếu mà nhớ thì chắc chắn là có đáp án rõ ràng rồi. Nhưng mà nghĩ mà về một cái tỉnh mà có ruộng lúa mênh mông nhất, có thể ngút chân trời, nhìn xa khuất cái tầm mắt của mình đó, thì là chỉ có tỉnh Đồng Tháp. Yeah. Đó là sự lựa chọn đúng. Và chúng ta xem điểm số dành cho đội Đơn Giản, các bạn được cộng thêm 3 triệu đồng. Yeah! Đồng Anh, rất tiếc là các bạn không đưa ra được đáp án chính xác ngay từ đầu. Vì thế chúng ta đã mất đi cơ hội mang về cho đội nhà mình 3 triệu đồng. Mời Đồng Anh lên chiếc ghế mắc cỡ. Mời Lâm. Như vậy là vòng 1 của chúng ta đã kết thúc. Điểm số hiện nay đội Đơn Giản các bạn đã có 6 triệu đồng. Và đội Mình Dây các bạn cũng có 6 triệu đồng. Hai bên ngang tài ngang sức. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với vòng thi thứ hai để xem coi đội nào sẽ là đội bứt phá vượt lên dẫn đầu nha. Và bây giờ hãy cùng đến với vòng 2 của chương trình Bức Tường Bí Ẩn. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng 2 của Bức Tường Bí Ẩn. Ở vòng này chúng ta sẽ có 3 chủ đề. Các đội sẽ lựa chọn từng thành viên trong đội mình xem ai là người phù hợp với chủ đề nào nhất. Và sau đó thành viên đó sẽ lên đây cùng trả lời câu hỏi liên quan tới chủ đề mà chúng ta đã lựa chọn. Và chúng ta cùng xem 3 chủ đề đó như thế nào. Đó là chủ đề tên gọi, thơ ca và thời tiết. Và các bạn hãy thảo luận với nhau, hội ý với nhau xem ai sẽ là người đại diện của đội mình để đến với chủ đề này. Chủ đề tên gọi. Xin mời đại diện của đội Mình Dây, Mai Hồ sẽ đến với chủ đề tên gọi. Và đại diện của đội Đơn Giản, Nhật Hà. Cái này là... Nào, chúng ta cùng xem câu hỏi với chủ đề tên gọi này như thế nào đây. Miến Điện là tên gọi Hán Việt của đất nước nào? Rồi, đây đây.
Mai Hồ, câu trả lời của bạn đó là Myanmar. Nhật Hà đó là Campuchia. Đáp án của chương trình đó là Myanmar. Chúc mừng Mai Hồ. Ở vòng này thì chúng ta chỉ có 3 nghệ sĩ tham gia trả lời thôi. Trong đó có 2 người trả lời đúng và 1 người trả lời sai. Đó là nghệ sĩ Kiều Linh, ca sĩ Bằng Cường và diễn viên Ngọc Trai. Em chọn Ngọc Trai ạ. Ngọc Trai, Nhật Hà sẽ chọn ai? Dạ, em chọn chị Kiều Linh ạ. Sẽ chọn Kiều Linh. Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe Ngọc Trai trả lời trước nha. Mời Ngọc Trai. Miến Điện là tên gọi cũ của... câu này thì trai biết, nhớ, nhưng mà dễ bị lẫn lộn lắm nha. Miến Điện, 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 Miến Điện. Myanmar. Yeah! Ngọc Trai trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe thử Kiều Linh nói gì. Căng à nha. Miến Điện là tên gọi Hán Việt của nước nào ở Đông Nam Á ta? Nước nào ta? Đâu để coi, lục lại trí nhớ. Kiều Linh ơi, lục lại trí nhớ. Rồi, nhớ rồi. Đó là nước Malaysia. Và điểm số dành cho đội đơn giản, các bạn mất đi 4 triệu đồng. Và đội bình dây, các bạn được cộng thêm 4 triệu đồng. Chúc mừng Mai Hồ. Mời Nhật Hải đến với cái ghế mắc cỡ. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái đội chơi nào mà nội bộ nó lủng củng, nó mất đoàn kết mà nó vẫn vui như cái đội này. Chúng ta đến với chủ đề thứ hai, chủ đề thơ ca. Đội mình dây, ai đây nào? Mời Đông Anh. Đại diện của đội đơn giản Võ Minh Lâm. Rồi bắt tay nhau đi, bắt tay nhau. Trời ơi, có cái vụ này nữa hả? Ga lăng, ga lăng. Đây, đây là thí sinh ga lăng nhất từ trước tới giờ mà tôi thấy trong chương trình của mình á. Với chủ đề thơ ca, không biết là Lâm có tự tin không? Dạ không anh ơi, thật ra thì nói thơ ca thì em làm thơ cũng rất là giỏi. Giỏi so với em thôi, thôi con cóc thôi. Nhưng mà về thơ ca thì thật ra vốn nó rộng lớn quá, thành ra em không có đủ tự tin đâu. Xem câu hỏi đó như thế nào nha, xin mời. Thơ haiku là thể thơ đặc trưng của đất nước nào? Đông Anh, bạn cho rằng đất nước Nhật Bản. Võ Minh Lâm cũng cho rằng đất nước Nhật. Xin mời đáp án của chương trình đó là Nhật Bản. Chúc mừng các bạn. Mời các bạn đến đây. Và có 3 người nghệ sĩ cùng trả lời câu hỏi này với chúng ta. Đó là nghệ sĩ Lê Bình, ca sĩ Hồ Quang Hiếu và nghệ sĩ Trinh Trinh. Lâm sẽ chọn ai? Lâm sẽ chọn chú Lê Bình. Thế còn Đông Anh? Em chọn Hồ Quang Hiếu á. Đông Anh chọn ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Xin mời nghệ sĩ Lê Bình. Cái này câu này thì nó cũng hơi là quá dễ. Bây giờ mình nghe cái âm điệu chữ haiku là mình đã biết được là của nước nào rồi. Và nước này đặc biệt cũng có loại hình thể diễn kịch là loại hình nô kịch nước Nhật. Có hy vọng. Dạ. Câu trả lời khẳng định của tôi là thơ haiku là nét đặc trưng của nước Nhật. Chúc mừng Võ Minh Lâm. Rồi Đông Anh hồi hộp nha. Mời Hiếu. Hồi đi học phổ thông thì Hiếu có nghe thầy cô của Hiếu nói về cái thơ hai cương. Cái thơ hai cương này là một cái thể loại thơ mà nó rất là ngắn. Và cái thơ này của người Nhật. Điểm tưởng của chúng ta như thế nào đây? Được cộng thêm 4 triệu đồng cho đội đơn giản. Và được cộng thêm 4 triệu đồng cho đội mình dây. Chúc mừng các bạn, mời các bạn về vị trí của mình. Còn một chủ đề nữa thôi. Xin mời hai thành viên cuối cùng của đội. Xin mời Nhật Lâm của đội mình dây. Và Ngọc Phước của đội đơn giản. Nói nghe, hồi nãy khi người ta bị ngồi lên ghế mắc cỡ đó, mình cười dữ nhất nha. Mình cười rộng miệng nhất, đúng không? Lớn tiếng nhất nữa. Bây giờ thì cố gắng nha, trả lời cho đúng, lựa chọn cho chính xác nha. Câu hỏi của chủ đề thời tiết.
Đợt rét muộn cuối cùng vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc gọi là gì? Có câu trả lời chưa Phước? Dạ có rồi. Có rồi, thì đây, cho tôi biết kết quả của bạn. Trân Giang kìa. Có nhắc người ta cũng nói là không có nghe rõ kìa, thấy không? À, Lâm cho rằng Thanh Minh. Ôi, bên đây. Gì đây? Mùa Đông Bắc. Dạ, mùa Đông Bắc. Bắc mà mùa rét người ta gọi là mùa Đông Bắc. Quá thông minh. Yeah, đúng chắc luôn. Xin mời đáp án của chương trình đó là rét nàng ơn. Không ai trả lời đúng được câu hỏi này cả. Và chúng ta cùng xem các nghệ sĩ của chúng ta có trả lời được hay không nha. Có nghệ sĩ Phương Dung, nghệ sĩ Kim Tử Long và người mẫu Quang Đại. Phước nghĩ rằng ai sẽ trả lời đúng đây? Cô Phương Dung. Nghệ sĩ Phương Dung. Còn Lâm? À, em xin chọn Quang Đại. Quang Đại. Mời chị Phương Dung. Chà, câu này khó nha. Bởi vì hình như là mình chưa có dịp đi ra miền Bắc. Mình phải suy luận thôi. Đợt rét cuối cùng của tháng 3 là trong tháng 3 rồi, mà còn cuối cùng là chỉ là muộn thôi, thì chắc chắn nó gọi là rét muộn. Cái này gọi là sai đều luôn đó. Sai mà sai một cặp luôn đó. Và chúng ta cùng xem người mẫu Quang Đại trả lời như thế nào nha. À, nó có một cái sự tích mà chắc hẳn ai cũng biết là nàng Bân may áo cho chồng. Tại vì nàng Bân bất cẩn nên là trời mới thương để ban cho một cái đợt rét tới để cho chồng bằng áo lạnh của mình. Nên đã biết đây là rét nàng Bân. Quang Đại đã có câu trả lời chính xác. Và điểm số của đội đơn giản chúng ta mất đi 4 triệu đồng. Và đội mình dây chúng ta cũng mất đi 4 triệu đồng. Mời hai bạn đến với vị trí chiếc ghế mắc cỡ của mình. Thưa quý vị khán giả, và bây giờ điểm số tổng kết của hai đội chơi sau hai vòng thi như sau. Đội đơn giản các bạn đang có 10 triệu đồng. Đội mình dây các bạn dẫn trước với 14 triệu đồng. Chúng ta còn một vòng thi nữa, vòng thi thứ 3. Đây là một vòng thi cũng rất là quan trọng để xác định xem đội nào sẽ đến với vòng chung kết của chương trình. Vì thế hai đội cần phải cố gắng lên nha. Chúng ta sẽ đến với vòng 3 của bức tường bí ẩn. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng 3 của chương trình bức tường bí ẩn. Ở vòng 3 này thì chúng tôi cũng đưa ra câu hỏi và các bạn sẽ có từng thành viên đại diện lên đây để trả lời cho tôi biết. Nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội để mà thảo luận với những thành viên còn lại trong nhóm của mình. Phải tự thân suy nghĩ và đưa ra đáp án. Vậy thì bây giờ, mời đại diện của đội mình dây, bạn Nhật Lâm. Và đại diện của đội đơn giản xin mời Ngọc Phước. Chúng ta cùng xem câu hỏi dành cho hai chàng trai này như thế nào. Một lần nữa, hai bạn ấy lại gặp nhau. Xin mời câu hỏi từ chương trình. Tính đến nay, tác phẩm nào của Việt Nam dành cho thiếu nhi được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới? Nào, mời hai bạn. Tác phẩm này đã được dịch trên 20 thứ tiếng. Đó là tác phẩm nào dành cho thiếu nhi? Rồi, từ đây. Nhật Lâm, bạn ấy đưa ra đáp án đó là Thần Đồng Đất Việt. Còn Phước đưa ra Dế Màn Phiêu Lưu Ký. Yeah. Chúng ta hãy cùng xem đáp án của chương trình. Đó là Dế Màn Phiêu Lưu Ký. Yeah. Nào, mời các bạn đến đây. Ở vòng này thì chúng ta chỉ có hai nghệ sĩ tham gia trả lời câu hỏi. Xin mời nghệ sĩ Kim Phương và ca sĩ Long Nhật. Dạ. Không có biết được đâu, hên xui mà. Chọn đại đi, anh Long Nhật anh rành gì chuyện tranh phim hoạt hình lắm. Má Phương không có rành gì phim hoạt hình đâu. Rồi, rồi. Hay okay. Quá. Dạ, em còn chọn ca sĩ Long Nhật. Long Nhật. Và à, Nhật Lâm, bạn nghĩ rằng ai là người trả lời đúng trong hai nghệ sĩ này? Dạ, em cũng chọn Long Nhật. Cũng chọn ca sĩ Long Nhật luôn nha. Mà thấy gương mặt của anh Long Nhật kìa, cũng khẩn thiết quá, kêu chọn anh đi đó. Dạ, mời anh. Kính thưa quý vị, tính đến nay, tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi của Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới. Thì không cần suy nghĩ mà Long Nhật cũng xin nhắc đến nhà văn Tô Hoài. Yeah! Một nhà văn mà đã gắn liền với kỷ niệm của tuổi thơ
rất rất nhiều thế hệ người Việt Nam chúng ta. Và nhắc đến bác Tô Hoài thì không thể không nhắc đến tác phẩm Dễ Mèn Phim Lương Kỳ. Xin chúc mừng Ngọc Phước. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ Kim Phương trả lời câu hỏi này xem sao. Sao ông hỏi về tác phẩm người già, không hỏi tác phẩm của người cao tuổi, dễ trả lời quá. Còn hỏi thiếu nhi, thiếu nhi mà đã khó đó, rồi còn dịch nhiều thứ tiếng trên thế giới nó càng khó hơn. Nhưng mà theo tôi là cái bộ thiếu nhi mà nổi tiếng đen, thần đồng nước Việt đó. Nghệ sĩ Kim Phương trả lời giống như ý kiến của bạn. Chúng ta cùng xem điểm số của hai đội nào. Đội đơn giản các bạn được cộng 5 triệu đồng. Và đội mình dây các bạn mất đi cơ hội có cho mình 5 triệu đồng. Mời Nhật Lâm lên chiếc ghế mắc cỡ. Chúc mừng Phương. Chà. Điểm số bây giờ đã có một cái sự thay đổi. Bên đây là 15 triệu, bên đây vẫn là 14 triệu. Nhưng khoảng cách rất ngắn nha. Chỉ có 1 triệu mà thôi, bên đây sẽ có thể vượt lên dễ dàng bất cứ lúc nào. Vì thế cả hai đội cần phải cố gắng. Thành viên tiếp theo của hai đội sẽ lại đây. Xin mời Đông Anh của đội mình dây. Và xin mời Nhật Hạ của đội đơn giản. Câu hỏi của chúng ta như sau. Đoàn làm phim King Kong 2 dự kiến sẽ có cảnh quay tại hang động nào ở Việt Nam? Dự án King Kong 2 lại có một cảnh quay ở Việt Nam, đó là một điều rất đáng tự hào. Bởi vì Việt Nam chúng ta phải đẹp như thế nào đó thì đoàn phim Hollywood mới quyết định chọn nơi đây là một bối cảnh quay. Mời Đông Anh. Đây Đông Anh đưa ra đáp án là Sơn Đòn. Nhất Hạ đưa ra đáp án là Sơn Đòn. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem đáp án của chương trình. Xin mời. Trời ơi, Phong Nha nè. Tôi thấy rằng Nhật Hạ đã chọn đáp án là Phong Nha. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định gạch cái Phong Nha đi, sửa lại thành Sơn Đòn. Nào mời hai cô gái đến đây. Hai nghệ sĩ nào sẽ trả lời câu hỏi này đây? Đó là Kiều Linh Bằng Cường. Nhật Hạ. Dạ em chọn chị Kiều Linh. Nhật Hạ chọn Kiều Linh. Và em chọn Bằng Cường. Đồng Anh chọn Bằng Cường. Mời Kiều Linh. Ôi, Linh nghe tin á là bộ phim King Kong 2 được quay ở Việt Nam á, Kiều Linh cảm thấy vui và hãnh diện lắm nha. Tại vì cảnh của Việt Nam mình đẹp nên mới được Hollywood để ý tới, phải không nè? Nhưng mà để coi hang động nào Hollywood sẽ nhắm tới. Kiều Linh chắc chắn tôi á nha, đó là hang động Sơn Đòn. Tại vì hang động này hôm bữa Linh đã được coi clip rồi, đẹp mê ly. Cũng vậy. Đẹp mê ly. Nhưng mà đó không phải là sự lựa chọn chính xác, Kiều Linh ơi. Mời Bằng Cường. Bằng Cường đã được xem phim King Kong rồi. Đây là một bộ phim rất là hay và rất là hoành tráng, bởi vì những cái phong cảnh rất là đẹp. Thì theo như Bằng Cường thì cái phần tiếp theo là King Kong 2 sẽ được khởi quay tại Động Phong Nha. Đó là câu trả lời chính xác đến từ Bằng Cường. Nhưng rất tiếc hai cô gái của chúng ta lại có câu trả lời chưa đúng. Với đội đơn giản các bạn mất đi cơ hội mang về cho mình 5 triệu đồng. Đội mình dây cũng thế, các bạn không có cho mình 5 triệu đồng. Mời hai cô gái tiến đến chiếc ghế mắc cỡ. Chà, cuộc chơi của chúng ta đã đến hồi gây cấn rồi đây, bởi vì chỉ còn một cơ hội duy nhất cho cả hai đội. Xin mời Mai Hồ của đội mình dây. Và Võ Minh Lâm của đội đơn giản. Nếu như vòng này Mai Hồ chiến thắng, câu hỏi này Mai Hồ chiến thắng, thì dạ, đội của các bạn sẽ đi tiếp vào vòng trong. Còn trọng trách lớn. Nếu như Lâm chiến thắng ở câu hỏi này thì bạn cùng với hai thành viên còn lại của mình sẽ vào vòng chung kết. Chúng ta cùng xem câu hỏi như thế nào đây. Xin mời. Phần đầu của tượng nhân sư ở Ai Cập có hình gì? Mai Hồ cho rằng đó là mặt người. Đáp án của Lâm là gì đây? Pharaoh. Pharaoh. Dạ. Là vua Ai Cập. Dạ đúng rồi. Tức là con mặt con người á. À, tức là mặt con người luôn đúng không? Dạ. Đáp án của chương trình như thế nào? Đó là hình người. Chúc mừng hai bạn. Yeah. Hai bạn đến đây. Đây,
Bây giờ cái phần này mới là tiếp tục căng thẳng nữa đây. Ai là người chọn đúng thì người đó đi vào vòng chung kết, đơn giản thế thôi. Xin mời hai nghệ sĩ. Ai đây nào? Đó là Phi Thanh Vân và Quang Đại. Dạ, em chọn anh Quang Đại. Mai Hồ rất nhanh chọn Quang Đại. Bởi vì Quang Đại nãy giờ là hình như... Anh trả lời đều đúng. Trả lời đều đúng. Mà thật ra em cũng muốn chọn Quang Đại nữa. Có sao đâu, bạn có thể chọn trùng đáp án. Em xin chọn Quang Đại. Quang Đại, hai bạn đều chọn cùng với nhau, đó là người mẫu Quang Đại. Nhân sư là nửa người nửa thú rồi, nên có thể là tượng nhân sư thì mặt người. Nhưng mà Đại cũng nghĩ là ở Ai Cập có rất là nhiều cái tượng rất là ngộ là mình người nhưng mà đầu lại là đầu những con chim. Đó là vị thần cai quản địa ngục. Nên Đại cũng hơi băn khoăn về câu hỏi này. Nên Đại nghĩ là tượng nhân sư sẽ có đầu hình con sư tử. Như vậy là Quang Đại là người trả lời sai. Tiếc là cả hai bạn cùng chọn Quang Đại và đó là sự lựa chọn chưa đúng. Đội đơn giản, các bạn bị mất đi 5 triệu đồng. Và đội mình dây, các bạn cũng bị mất đi 5 triệu đồng. Mời các bạn tiến đến chiếc ghế mắc cỡ. Như vậy là kết thúc vòng thi thứ 3 thì... Ở trên sân khấu của chúng ta đây chỉ còn có mỗi anh chàng Ngọc Phước đứng đang rất là tự đắc về mình. Tổng kết điểm của cả 3 vòng thi. Đội đơn giản, các bạn có 15 triệu đồng. Đội mình dây, các bạn có 14 triệu đồng. Như vậy có nghĩa là đội đơn giản các bạn sẽ tiến vào vòng chung kết. Xin mời 3 thành viên của đội mình dây đến đây nào. Xin mời các bạn. Hôm nay đội mình dây của chúng ta có thể nói là thiếu một chút xíu may mắn ha. Ban đầu mình dẫn trước nhưng mà sau đó mình thua suốt bên đây chỉ có 1 triệu đồng mà thôi. Vì thế mình sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây. Các bạn sẽ ra về với một phần thưởng của chương trình trị giá là 14 triệu đồng. Mai Hồ có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không? Em chúc cho đội còn lại thì sẽ đạt giải chiến thắng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một tràng vỗ tay thật to dành cho 3 thành viên của đội mình dây. Xin chào tạm biệt các bạn. Và bây giờ hãy cùng với 3 thành viên của đội đơn giản bước vào vòng chung kết của bức tường bí ẩn. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng chung kết của bức tường bí ẩn. Ở vòng này, đội đơn giản chúc mừng bạn, các bạn xem như đã được bảo toàn số tiền thưởng 15 triệu đồng. Chúng ta còn một cái quyền nhân đôi và nhân 3 số điểm thưởng. Trước tiên tôi sẽ mời một thành viên của các bạn lên đây để trả lời một câu hỏi mà chương trình đưa ra. Ai sẽ là người đến với câu hỏi trước tiên? 1, 2, 3. Xin mời đi đi. Đây, lên đây, lên đây. Nào, trước tiên chúng ta cùng xem câu hỏi của chương trình là gì nè. Khi trời nóng, loài chó thường hay làm gì để tỏa nhiệt cho cơ thể? Làm sao? Là tức là le lưỡi. Dạ. Yeah. Và thở. Thở mạnh ra. Theo Ngọc Phước là như vậy. Vậy nha, nếu như bây giờ Phước trả lời đúng á, thì một lát nữa mình sẽ lựa chọn những nghệ sĩ có câu trả lời đúng giống như mình. Còn nếu như Phước trả lời sai thì Phước cũng như là hai thành viên còn lại cũng sẽ phải lựa chọn những người nghệ sĩ trả lời sai giống như mình luôn. Ở vòng này thì chúng ta chỉ có 6 nghệ sĩ tham gia trả lời thôi, 3 người trả lời đúng và 3 người trả lời sai. Và chúng ta cùng xem đáp án của chương trình như thế nào. Khi trời nóng, loài chó thường hay le lưỡi. Chúc mừng Phước. Nào, đến đây, đến đây, đến đây. 6 nghệ sĩ là Kim Tử Long, Lê Bình, Long Nhật, Trinh Trinh, Kiều Linh và nghệ sĩ Phương Dung. Trong đó có 3 người trả lời đúng và 3 người trả lời sai. Hãy tìm ra một người trả lời đúng trong số đó. Dạ, con chọn ca sĩ Long Nhật. Ca sĩ Long Nhật là người trả lời đúng. Xin mời ca sĩ Long Nhật. Mỗi lần trời nắng mà nóng bức quá thì con chó thường hay chạy ra những chỗ có nước mát. Ví dụ như ở nhà ở thành phố thì nó chạy vào nhà tắm. Còn nhà ở dưới quê thì nó chạy ra ngoài giếng có nước mát để nằm dài ra và áp bụng xuống cái vùng nước mát đó để cho nó mát. Oh.
Đó là con chó nhà anh Long Nhật đó. Nhưng mà con chó đó nó không có đại diện cho tất cả những con chó còn lại đó. Vì thế anh Long Nhật chưa đưa ra được câu trả lời chính xác. Mời Phước lên cái ghế mắc cỡ. Chúng ta vẫn còn cơ hội để được nhân đôi số điểm thưởng của mình. Nếu như thành viên thứ hai tìm được người có câu trả lời đúng giống như các bạn, ai sẽ là thành viên tiếp theo nào? Quán Tù Xây rồi ra đó. Xin mời Võ Minh Lâm. Bây giờ đội các bạn đã bị mất đi cái quyền nhân 3 số điểm thưởng, nhưng bạn vẫn còn quyền nhân 2 số điểm, đúng không? Tùy vào sự lựa chọn của bạn, vẫn là câu hỏi khi nãy, câu trả lời khi nãy. Và bạn hãy tìm giúp ra cho tôi một người có câu trả lời đúng nha. Mời Lâm qua đây. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 5 người thôi. Em xin chọn Kim Tử Long đi. Nãy giờ mình chưa chọn Kim Tử Long lần nào. Dạ, giờ chọn. Giờ mình đặt niềm tin giờ anh ấy ha. Có gì nếu mà thua trả lời sai thì anh về anh sẽ bao em ăn bù lại cũng được. Tội nghiệp nghệ sĩ Kim Tử Long quá. Xin mời anh Long. Vào mùa nóng con chó làm gì? Con chó làm gì để giải nhiệt? Con chó làm gì cạo lông đó. Giải nhiệt chắc không phải. Con chó dễ được giải nhiệt thì uống nước. Con chó nó uống nước nhiều để giải nhiệt dễ. Trời ơi, anh Kim Tử Long anh cho rằng giải nhiệt thì con chó nó uống nước nhiều chỉ vậy thôi. Như vậy là nghệ sĩ Kim Tử Long cũng là người trả lời không chính xác. Chúng ta cùng xem bạn mất đi cái quyền nhân đôi số điểm thưởng của mình. Mời Lâm đến với chiếc ghế mắc cỡ. Thành viên cuối cùng, cô gái duy nhất trong đội, mời Nhất Hà. Không sao cả, chúng ta vẫn còn một cơ hội đặt cược số điểm ha. Cái xác suất để lựa chọn được chính xác á, nó dễ lắm nha. Bây giờ mình có 15 triệu đồng nè. Nhất Hà muốn đặt cược bao nhiêu? Có thể đặt cược ít nhất là 50% và tối đa là 100%. Bao nhiêu nè? Hết luôn. Hết luôn. Chơi luôn. Chơi tới luôn. Không, giỡn thôi. Sao nè, không bây giờ đội quyết định. Sao chơi không? Chơi tới không? Chơi, 15 triệu à. Chơi luôn. Tới chơi không? Luôn. 15 chơi triệu. 15 triệu đó là đội tối đa số điểm của mình. Mời Nhật Hà qua đây. Còn 4 người thì trong đó còn có một người trả lời sai thôi, 3 người còn lại trả lời đúng, cái xác suất nó quá nhiều đúng không? Nếu lựa chọn được đúng cái người mà trả lời giống như cái câu trả lời mà Phước trả lời khi nãy á, mình có 15 triệu cộng thêm nữa là 30 triệu, chia ra mỗi người được 10 triệu, hấp dẫn quá đúng không? Và nếu như các bạn lựa chọn sai thì các bạn sẽ mất đi tất cả số điểm mà các bạn đã cược, có nghĩa là mất luôn 15 triệu nha. Nhâm đen phân vân giữa chị Kiều Linh và chú Lê Bình. Quyết định đó là... Dạ Lê Bình ạ. Dạ Lê Bình. Khi trời nắng nóng, loài chó thường hay làm gì để giải nhiệt cho cơ thể? À, uống nước là điều đương nhiên rồi, nhưng không có nước thì sao? À, thì loài chó sẽ đi dưới quê thì thường thấy là anh thường chung vào bụi rơm là một cách để trốn nắng. Nhưng mà nếu mà các bạn ở trong thành phố, tức là các bạn ở chung cư giống như tôi vậy, chà, kiếm bụi rơm hơi khó à. Hay là loại chó kiếm đất để mà đào để mà lăn mình đó để tỏ nhiệt cơ thể cũng hơi khó nè. Lại chú vô bị trị tim. Loại chó muốn tỏ nhiệt cho cơ thể của mình bằng cách nằm gần tủ lạnh. Trời ơi, quá mình lại chọn đúng. Nghệ sĩ Lê Bình là người có câu trả lời sai. Nào mời hai thành viên còn lại đến đây nào. Trời, nãy em phân vân với chú Lê Bình với chị Kiều Linh. Không nghĩ là ba nam lại trả lời sai hết. Sao kệ, đã chơi đã quyết định rồi thôi. Có thể nói là hôm nay các bạn chưa gặp may mắn, bởi vì cái xác suất để chúng ta chiến thắng nó tới 75% lận, nó rất là lớn. Nhưng mà mình lại không lựa chọn được người nghệ sĩ trả lời đúng giống như mình, mà mình lại chọn đúng cái người mà trả lời sai. Vì thế hôm nay thật là một ngày không may mắn dành cho các bạn. Nhưng mà dù sao thì chúng tôi vẫn xin cảm ơn các bạn đã mang đến cho chương trình chúng tôi thật là nhiều niềm vui, cũng như là nhiều những cái cảm xúc thật là hồi hộp, thật là thú vị. Một tràng vỗ tay thật to dành cho 3 thành viên của đội đơn giản. Chơi đúng không nào? Hãy giữ cái tinh thần như chúng ta đã có ngay từ lúc đầu. Chơi vui, thoải mái, hết mình. Không vui. Không quan trọng việc thắng thua nữa. Kính thưa quý vị khán giả, và như vậy là chương trình Bức Tường Bí Ẩn ngày hôm nay tới đây xin được phép kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau phát sóng vào tối thứ ba lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
cho anh xin em 3 giây còn lại. Anh hãy bước ra khỏi cuộc đời em. Tính chất chuyện gì nè? À, dạ, nè, bọc tuyết lạc bảy chú lùng. Ủa, có cái chuyện đó hả? Dạ có. Bạch tuyết lạc bảy chú lùng nữa hả? Cái chuyện đó là sao? Kể nghe thử chơi.